chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay anh em mình sẽ thực hiện thử thách cắm trại sinh tồn một ngày một đêm ở trong rừng. Xin mời mọi người cùng tham gia với anh em mình nhé. Cho con cao này lên. Ừ. Đúng chưa? Này giờ mình còn cục đá đây ghim xuống là được nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi cắm câu cho mọi người. Cá mình mới cắm nó dạt tới đây luôn nè. Ở khu này vòng vòng đây cá hoàng đế với cá lóc nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ cắm vòng vòng đây nha. Đứng được rồi. Này cỏ nhiều quá. Giờ mình sẽ ném cái này ra nha. Chỗ này cá lóc có không để nhiều. Ui lên rồi. Ui, rạch rồi anh em ơi.
con đầu tiên. Ôi, 1,5 cân mọi người ơi. Con chạch bông nha. Này, đã chưa? Con này thì nó nuốt lưỡi luôn rồi. Cái này bây giờ mình chỉ còn nước mổ bụng ra mới lấy được lưỡi đó thôi. Rồi, cho vô rọ. Đó. Mày chết với anh. Mình đi mình kiếm củi về để tối nay đốt lửa nha. Bây giờ trời cũng tối rồi mọi người ơi. Bây giờ mình đi thăm mấy cái cắm câu của mình coi có cá không để về mình nấu đồ ăn tối nha. Ôi hết mồi rồi. Không có hết mồi. Để đi tí nó ra mồi. Ê, con nấu kiếng. Con đầu tiên nhá. Con nấu kiếng. Nặng không ba? Ê, con nấu phi. Chào bé luôn. Đây là tất cả số chiến lợi phẩm của ngày hôm nay mà anh em mình bắt được đây. Bây giờ mình sẽ đi làm việc nữa nha. Con nấu kiếng này nuôi cá cảnh đẹp lắm này. Mình sống nó lại để mai mình mang về mình nuôi đi. Bắt. Bắt nấu canh luôn. Canh mối này 300 mấy ký ấy. Thằng miếng đây. Con này là con rắn mối nha anh em. Con rắn mối khủng luôn, thấy nó to không? Nó to bằng cùng tay luôn đó. Đây đêm nay anh em mình sẽ ở trong cái căn lều này. Tại bây giờ là trời đen thui, đang chuẩn bị mưa. Cho mọi người xem cái trứng của con cá linh. À, chưa? Một bụng trứng luôn. Thầy cá linh hồi kia mùa này nó nhiều. Bây giờ là cũng 7:30 8 giờ tối là anh em mới được ăn tối mọi người ơi. Mọi người ăn tối cùng anh em mình nha.
anh em đi câu đêm thì chuẩn bị như vậy. Cái bình xe máy này. Cái này mai kẹp làm thành cái bóng điện. Rất là sáng. Đây cá đây. Trứng trứng cá linh, thử miếng trứng cá linh. Trời ơi nó nắp. Chấm miếng mắm ớt. Mời cả nhà nha. Ăn thử. Ngon ngậy bùi lắm. Lắm, nên nó nắp luôn. Cũng chất lượng. Sông nó vậy á, nó dài á. Báo cáo mọi người, giới thiệu mọi người đây là nước chấm thần thánh nha. Mắm. Hương vị gia truyền. Nhưng mà nói vui vậy thôi chứ thực ra cái này mình cho nước mắm, mình cho bột ngọt, cho tiêu, cho ớt, cho lẫn lộn vào đây. Tại vì đi chơi xa nhà, đi vào rừng và rú, mình cho hết vào đây. Nêm vô ăn rất là ngon. Được cái chai đẹp, bổ máu. Ăn nước mắm mà bổ máu nha. Thấy không? Ăn nước mắm mà còn bổ máu nữa. Thứ nào chịu nổi. Đây là cái bếp ga gọi là có 102. Bình ga nằm ở ngoài, còn cái bếp trong chút xíu mà thấy không? Nhưng mà nó cả cái nồi cả má rồi. Đấy, giờ nó sôi rồi, nó sôi sục rồi. Giữa sông suối và rừng rú thì anh em chỉ có mì tôm thôi. Rồi ăn mì tôm. Cá thì tuyệt vời rồi. Dính mà. Nó lôi vào cỏ luôn đúng không? Nhưng mà còn nhiều khi đêm còn có cá sao? Sáng cả nhà nhá. Lạnh quá. Đêm qua mưa to, mưa lạnh quá. Mình phải chui vô đây mình cá túc rồi mọi người ơi. Mà nó vẫn lạnh. Anh em bắt đầu ra cần. Cái nóc này đẹp không? Sơn sen này. Cái nóc ở sông á. Mọi người để em nằm xíu nó xì vô coi này. Độc lạ. Nó mềm rồi, xẹp mà xì nước ra. Ui mồm nó ngậm gì mà nó đầy cơm sao gì gì ta. Nó ăn ở trong á. Ủa nó ăn đầy bụng, nó ăn tép đầy luôn rồi.
cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký để theo dõi các video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.